Chào mừng quý vị đến với bản tin tổng hợp kênh YouTube Báo Hà Tĩnh, nơi cập nhật tin tức nóng hổi, những sự kiện nổi bật nhất trong ngày. Hãy cùng Ngọc Ánh bắt nhịp với thế giới sôi động ngay sau đây. Từ ngày 22 tháng 9, do ảnh hưởng của áp cao lục địa tăng cường kết hợp với giải hội tụ nhiệt đới có trục qua Bắc Trung Bộ, tại Hà Tĩnh đã có mưa vừa mưa to đến rất to. Mưa lớn gây ngập úng cục bộ tại một số địa phương, hàng nghìn học sinh ở các huyện Hương Sơn, Đức Thọ, Hương Khê phải nghỉ học. Tại huyện Hương Sơn, mưa lớn đã gây ngập một số cầu tràn như cầu tràn Trưng, Đại Kim ở xã Sơn Kim 1, tràn Khe Sinh, Lâm Lĩnh, xã Sơn Lĩnh, tràn Phố Tây, xã Sơn Tây, Phố Giang, thị trấn Phố Châu, Khe Đồn, Lĩnh Hồng, xã Sơn Hồng. Ngoài ra, mưa lớn còn gây ngập cục bộ một số tuyến đường liên thôn, trục xã, liên xã như Sơn Bằng, Sơn Phú, Sơn Tiến, An Hòa Thịnh, Kim Hoa, Sơn Lễ. Trường Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hương Sơn, ông Nguyễn Trường Giang cho biết, có 17 trường học với tổng số 5.643 học sinh phải nghỉ học trong ngày 23 tháng 9 để đảm bảo an toàn. Trong đó bao gồm 8 trường mầm non, 5 trường tiểu học và 4 trường trung học cơ sở. Tại huyện Đức Thọ, hiện đã ngập lụt một số tuyến đường liên thôn, ngõ xóm như thôn Tiền Phong, Quang Lộc 1, Vĩnh Hòa, xã Quang Vĩnh, Khanh Ninh, Quyết Tiến, Phúc Lộc, xã Bùi La Nhân, Văn Khang, Đại Châu, Tân An, Thịnh Kim, Thanh Kim, xã Tùng Châu. Một số diện tích rau màu của người dân bị ngập. 4 trường học với 1.158 học sinh của huyện Đức Thọ đã nghỉ học, trong đó có 2 trường mầm non, 1 trường tiểu học và 1 trường trung học cơ sở. Tại huyện Hương Khê, một số tuyến đường ngập cục bộ, nhưng sáng 23 tháng 9, các trường duy trì việc dạy học bình thường. Có 3.376 em phải nghỉ học, chủ yếu là học sinh mầm non và tiểu học. Ngành giáo dục chỉ đạo các trường theo dõi sát tình hình mưa lũ để có biện pháp xử lý kịp thời, đảm bảo an toàn cho học sinh, cán bộ, giáo viên, nhân viên, tài sản, cơ sở vật chất, công trình trường học. Tính tới 7 giờ ngày 23 tháng 9, mực nước hồ Ngàn Trươi ở cao trình 36,93/52m, tương ứng 277,7-775,7 triệu mét khối, đạt 35,8% dung tích thiết kế. Hồ Kẻ Gỗ cao trình 21,2/32,5m, tương ứng 94/345 triệu mét khối, đạt 27,2% dung tích thiết kế. Hồ Sông Rác cao trình 16,21/23,2m, tương ứng 39,75/124,5 triệu mét khối, đạt 31,9% dung tích thiết kế, lưu lượng xả tràn 4 mét khối trên giây. Các hồ chứa còn lại có dung tích đạt từ 40-100% so với thiết kế, một số hồ đập nhỏ đã chảy tràn. Hồ Kim Sơn xả tràn 5 mét khối trên giây, hồ Thượng Sông Chí xả tràn 15 mét khối trên giây và hồ Đá Hàn xả tràn 42 mét khối trên giây. Thủy điện Hố Hô đang xả tràn với lưu lượng 100 mét khối trên giây. Thủy điện Hương Sơn sau khi đã đóng tràn thì cũng đã có thông báo sẽ điều tiết qua tràn từ 14 giờ chiều 23 tháng 9 với lưu lượng 15,4-92 mét khối trên giây. Trong khi đó, mưa lớn kéo dài suốt đêm tới sáng khiến nhiều tuyến phố ở thành phố Vinh, Nghệ An cũng bị ngập nặng trong sáng 23 tháng 9. Theo đó, nhiều tuyến đường ở thành phố Vinh như Nguyễn Thái Học, Đinh Công Tráng, Nguyễn Văn Cừ, Phan Bội Châu, Đại lộ Lenin bị ngập sâu do mưa lớn kéo dài từ tối 22 tháng 9. Các tuyến đường bị ngập khiến xe cộ đi lại rất khó khăn, có đoạn đường nước ngập quá nửa bánh xe, nhiều phương tiện chết máy. Do đợt mưa lớn, đường ngập đúng vào ngày làm việc đầu tuần, khiến công việc của một số người, nhất là người làm việc ở công sở bị ảnh hưởng. Chị NTT, 32 tuổi, ngụ phường Quán Bàn, thành phố Vinh, làm nhân viên văn phòng ở phường Hưng Bình cho biết, sáng sớm chuẩn bị tới cơ quan làm việc thì đoạn đường trước nhà bị ngập nặng, xe máy không thể đi được. Chị T nói, tôi phải gọi điện lên đơn vị, xin phép làm việc trực tuyến. Trên đường Đinh Công Tráng, nơi đóng nhiều công sở, trường học, nước cũng dâng đến 0,5m. Nhiều em học sinh tới trường nhưng sau đó phải vất vả lội nước quay về vì trường thông báo được nghỉ học. Công nhân môi trường đô thị được huy động tới các đoạn đường ngập để dọn rác, khơi thông cống rãnh thoát nước. Để chống tình trạng ngập úng, theo Ủy ban Nhân dân thành phố Vinh, trong giai đoạn 2020-2025, thành phố Vinh đầu tư hơn 900 tỷ đồng, triển khai 33 công trình dự án cải tạo đường, nâng cấp hệ thống thoát nước. Thời gian qua, một số dự án cải tạo đường như Lê Hồng Phong, Nguyễn Văn Cừ, Nguyễn Thị Minh Khai được gấp rút hoàn thiện, góp phần cải thiện tình hình ngập úng đô thị. Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An đề nghị các địa phương đơn vị rà soát các khu dân cư ven sông, suối, khu vực thấp trũng có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất để khơi thông dòng chảy, chủ động di dời, sơ tán người dân ở khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn.